cái đầu rồi té xuống bị cái sắt đâm vô. Trời ơi. Giờ đẩy. Mà có gì không? Em mà biết, ông trời ơi. Ai, ai? Ừ, rồi giờ anh ta bị á, anh kêu để đi từ từ anh lấy, tại giờ anh ta bị thành ra. Ủa sao giống cái da, thằng là cái giống bữa dưới quý vậy? Đừng nói thằng đó nha. Thằng nào cái giống ba nó đi bệnh viện gì đó. Không, không, cái thằng đó là ở Đà Vinh, còn thằng này nó ở... Còn ai? Đó, đi đó. Tại vì tôi thật đẹp. Quay clip lưu lại liền. Xưa nó thô sơ vậy nè, 30 năm sau coi lại. À, toilet gần cửa à? Đi cửa bên hông. Wow, nó rộng. Chà, cái này mình phải đục lỗ thông hơi nhiều nhiều như anh bảo. Vô đó. Mình xì qua bên ruộng phải không? Lỗ mình mở cái cửa bên hông bên ruộng phải không? Toilet á. À. Trong nhà này ngập lắm mà.